giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm loa full bát 25 và bát 30, một dòng thương hiệu của B3 và một dòng thương hiệu của GAE và liên doanh với lại hãng RCF các bác nhé. Thì hôm nay thì em có 3 dòng sản phẩm gọi là siêu hot này, thì hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác về cái hình thức ở bên ngoài cũng như bên trong của cái dòng loa thương hiệu B3. Thì hôm nay thì em tháo sẵn ra đây, ở đây thì em tháo ra mấy đôi đây, thì nói chung là còn rất là đẹp, nói chung là về từ hình thức bên ngoài cũng như bên trong của nó còn rất là đẹp. Đây là lưỡi ê căng của nó nha các bác nhá. Đây, ê căng của nó đây, còn rất là đẹp nha các bác nhá. Đây. Đấy, ê căng đây. B3. Dòng này dòng hãng B3. Chính hãng luôn. Đấy các bác chỉ cần nhìn những cái tem của cái bắt vào những cái con mặt lưới ê căng thôi. Đấy các bác nhìn nó đã xịn sò rồi nhá. Tất cả là vít khuy hết các bác nhá. Đấy. Vít khuy. Đấy các bác nhìn này. Từng cái mặt lưới thôi, nhìn nó đã đủ gọi là nâng cái tầm gọi là chất lượng của cái đôi loa rồi. Đây là cái mặt lưới của loa GAE Pro liên doanh với lại RCF. Đấy, các bác nhìn này, tất cả vít ấy hết. Đấy, rất là xịn xò luôn. Đấy. Gọi là đẹp. Còn như xuất sắc ấy. Hàng bãi mà như này quá đẹp rồi. Đây là thông số của cái đôi loa B3 bát 30 B3 Cefix 12. Đấy. Con này thì đánh giải từ 50 Hz đến 20 kHz. Công suất là 280W, độ nhạy 94 dB, trở kháng 8 ohm, nặng 21 cân. Đấy. Thông số còn đầy đủ gọi là tem seri mã vạch đầy đủ hết nha các bác nhé. Đấy, tem QC. Chung mà lỗ này về thì thật sự các bác là rất là chất rồi, kể cả cái con ốc của nó thôi, các bác nhìn những con ốc của nó cũng ghi luôn cả chữ vào đây, chữ hãng ở đây các bác nhé. Nên là dòng này các bác chơi thì yên tâm rồi, nó là dòng loa gọi là đứng top trong cái hãng B3, đứng top. Đấy. Cân vàng nha các bác nhá, cân vải thẩm dầu, cân vàng. Đấy. Cân còn rất là đẹp luôn. Đây, đi về cái nội thất đây, cái bát của nó đây thì em đã tháo sẵn ở đây. Đây các bác nhìn nè. Đấy. B3 thì bây giờ những cái dòng chữ này nó dập rất là sắc nét, rất là sắc nét luôn. Đấy. Các bác phải để di này đi, càng di càng nâu nó lại càng sáng càng rõ. Đấy. Và cái xương này thì bây giờ nó cũng có cái độ kiểu như là nhám nhám. Đấy, nhám nhám các bác nhá. Đấy, sờ đấy gọi là B3 xịn, còn cái loại mà xương phẳng lì là hàng nhái. Và cái dâu này có đặc điểm, cái dâu này là nó phải bọc một lớp như thế này, còn nếu mà nó không bọc màu trắng tinh ấy, nó cũng là hàng nhái. Đấy, những con ốc này của nó đều là còn hết cả lớp keo niêm phong. Đấy. Hàng bên em sẽ bán cho các bác là cam kết là hàng nguyên zin đó nhá, chưa sửa chữa gì cả. Đấy. Nguyên zin bao đẹp. Đấy. Còn bên trong này là cái lớp bông tiêu âm này, thì nói chung là bông này thì các bác thì cũng gọi chưa nói đến cái điều gì cả. Đấy, nhưng đấy, chủ yếu cái củ bát thôi, phần tần kia đây, bông thì bông nông chuột đấy, màu đặc trưng của đấy. Phần tần kia đây, phần tần nó cũng ghi luôn cả chữ này đây, các bác nhìn rõ không? Đấy, chữ này Cefix 12. Đấy, đầy đủ hết. Chép con này thì đặc biệt, chép của nó sử dụng chép của Sanderson nhé các bác nhá, chép của Sanderson. Đấy, dòng chép thì quá là hay rồi, dòng chép quá hay. Đấy, quá hay rồi, không phải suy nghĩ rồi. Đấy. Đấy, tất cả đều chấu hết. Đấy, các bác nhìn là rất là xịn sò luôn. Dòng này thì giống như mà nó là dòng gọi là cũng là ít, nó không có nhiều,
không có nhiều, nói chung là thỉnh thoảng nó có được là cái nô nó đẹp như này thôi, chứ còn nói thật các bác là ít lắm, hiếm lắm. Cũng khá là nhiều anh em trên thị trường gọi là bán rồi, nhưng mà để mà cái số lượng nhiều thì cũng ít. Mỗi người chỉ một vài đôi thôi. Đợt này em về cái này thì được chục đôi, vừa bát 25 vừa bát 30 được chục đôi nha các bác nhá. Đấy nó cũng không có nhiều, đây là bát 25. Bát 25. Đấy. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Bát 25. Phần tần bát 25 đây các bác nhá. Đấy. Đấy, bát 25 nó cũng ghi luôn cái chữ cái tem ấy, ghi luôn tên luôn. Đấy. Nói chung là như này thì không thể nào mà chê được rồi. Thế thì em nói thật các bác. Đấy, cũng chép selection. Đấy. Úi giời. Quá là xịn luôn. Đây đi sang đôi một đôi bát 25, con này thì nó là hãng GA Pro liên doanh với lại hãng RCF. Đấy. Đây cục củ bát đây của nó đây nha các bác nhá, củ bát đây. Đấy. Củ bát đây. Các bác nhìn này. Từng cái đường keo của nó, từng cái keo chấm dâu được của nó là cũng là keo màu hồng hồng. Đấy, các bác nhìn này, keo chấm cái dâu này cũng là keo màu hồng hồng. Đấy. Con này thì nó thiên về lời, lời thì đánh thô rồi. Đấy. Keo xanh nha các bác nhá. Keo xanh. Đấy, keo xanh. Đấy. Keo xanh. Đấy. Keo xanh. Còn nguyên màu đen, đấy, màu đen này. Dòng này thì dòng gân vải tẩm dâu các bác nhá. Gân vải tẩm dâu và nó là dòng keo dòng gân hai sóng. Con này đánh trước bát cũng rất là lợi bát. Dòng gân hai sóng của nó ác chiến luôn, tiếng bát đánh rất là sâu. Đấy. Và được sở hữu gọi là thùng đít cân các bác nhá, thùng đít cân. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Chép nhau. Con này thì nó là chép neo. Chép neo nha các bác nhá. Đấy, chép neo của RCF Italy rồi. Con này thì đúng không, dòng chép này các bác biết rồi ấy. Cực kỳ hay, tiếng rất là sáng. Đấy, tem RCF này các bác nhá. Tem 7 màu nó quay nó hơi khó. Đấy, quay như này mới quay được này, quay kia nó ánh sáng điện khó quay. Đấy, RCF. Còn mã vạch này. Đấy. Quá là xịn luôn à. Italy. Thùng đít cân, nỗ thông hơi đằng sau để đánh tiếng bát rất là lực. Tất cả của nó là đều bằng vít gen hết nha các bác nhá. Tất cả đều bằng vít gen hết. Đấy. Đây cả các bát của nó làm khuyết dưới này. Đấy. Đây em sẽ cho các bác xem phần tần đây nha các bác nhá. Đấy. Phần tần đây. Đấy. Phần tần quá gấu luôn, cái cuộn cạn thôi, quá gấu luôn. Phần tần này ok rồi, bông xốp rất là dày. Đây là cái thông số đằng sau của cái đôi loa đây. Đây. Hôm nay thì em có chục đôi thôi, không có nhiều nha các bác nhá. Đây, thông số này. GAE Pro. Con này công suất 400W đến 500W. Đấy, bát 25 mà đánh rất là kinh khủng luôn. Đấy. Ở đâu? Con này nó là 250W đến 1000W. Đánh giải từ 55Hz đến 20Hz, trở kháng 8 ohm. Đấy. Độ nhạy là 96dB. Độ nhạy 96dB. Đây là thông số đằng sau của nó. Mã con này là CQ1. CQ12 nó sẽ là bát 30, đây là CQ1 thì nó có nghĩa là CQ10 bát 25. Đấy. Thùng đây. Ốc yếc này các bác nhìn những con ốc của nó này. Đều có số hết. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Thùng gỗ chắc chắn. Thùng gỗ đít cân. Về hình thức mặt rất là đẹp. Đấy.
Đấy thì số lượng em về thì bát 25. Dòng của Asa RCF này. Đấy. Thì em đang bán mức giá cũng rất là tốt để cho các bác về các bác chơi. Giá em đang bán là 6 triệu rưỡi một đôi các bác nhá. 6 triệu rưỡi một đôi. Đấy. 6 triệu rưỡi một đôi. Hàng bao đẹp, bao hay. Cho các bác. Bao đẹp, bao hay. Đấy. Còn bát 30 của B3. Dòng này thì các bác ở trên giá thị trường thì các bác cũng đã biết rồi. Đấy. Con này thì em đang bán là 13 triệu 600 nghìn. 13 triệu 600. 13 triệu 600. Bát 30 nha các bác nhé. Còn bát 25 là 7 triệu 800 nghìn. 7 triệu 800 nghìn một đôi. Đấy. Bát 25 là 7 triệu 8. Tất cả giá em báo giá tại cửa hàng nha các bác nhé. Giá tại cửa hàng. Hàng cam kết cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn. Đấy, không nói với lại hàng ếch nhái ở đây. Còn B3 thì cũng dòng mã bát 30 màu đen SZ21235 mã. Cũng còn một đôi, để cho các bác 12 triệu thôi nha các bác nhé. 12 triệu CAF. CAF cũng 12 triệu nha các bác nhé. Đấy. Đấy thì thôi, cái video này em cũng xin